Luôn em chào mừng em đã quay lại với channel của mình. Hiện tại ngày 24 tháng 5 của năm 2035 anh em ạ. Thì tập trước thì mình đã nâng cấp thành công Swap Sai lên level 6 và cũng như là đụng độ con Chosen thứ hai là con Chosen Hunter. Thì tập này thì có lẽ là mình sẽ farm thêm một xíu nữa. Farm thêm một xíu nữa. Tôi phát hiện là tôi có một cái thẻ gọi là có thể ký kết hợp đồng với mấy cái khu vực mới ngay lập tức luôn. Tôi phải đợi qua tháng gắn cái này vô thì mình sẽ ký kết hợp đồng vào Đông Á và cũng như là Brazil để phá hủy mấy cái nhà máy đây anh em ạ. Ok, tôi quay lại đây mở cái chợ đen ra đi. Vẫn chưa mở chợ đen ra. Đang có 213 điểm tình báo. Mình có thể mua ít đồ này. Xem nếu như mà có nhà khoa học hay gì đó thì cũng có thể mua. Ok, còn phát lưu luôn à. Còn thế con này độ hiểu biết nó lên tới Sentinel rồi. Rất nguy hiểm nha. Còn em của nó thì giờ mới có một xíu rồi. Còn ngon. Này nguy hiểm là này tăng khả năng gọi là tăng rủi ro mà khi mình làm mấy nhiệm vụ phụ ấy. Cái thằng đòn đánh cận chiến của nó thì nó đánh xong rồi nó có thể di chuyển thêm một phát. Alien tìm Morristan. Cái này là phản kháng lại à. Giảm 2 tầng à. Ok, Chosen Double Hình Commander. Hơi bị mấy cái căng vậy. Có thể bắt giữ những người lính ít cơm nếu như mà có cơ hội rồi. Chung là nó đang cố ngăn chặn mình vãi lên rồi đấy. Rồi mình sẽ để cái thẻ này vào. Tôi không hiểu hai cái dash event kia lắm, không hiểu rõ lắm. Ở đây thì giảm cái này, gỡ cái này ra, gắn cái double ability lên. Mốt mình xây xong cái cái training center là mình có thể sử dụng cái ability bond này để nâng thêm chiêu. Rồi ok. 225 supply ở đâu ấy? Avenger plotting new course. Đúng bên kia luôn à. Qua đây hút nhẹ đi. Cái này loot xanh là loot được nhiều tiền. Loot ở ít ngày nhưng mà được nhiều tiền. Rồi lại tăng thêm một project nữa rồi, còn có 5 điểm à. Commander, if we want to set back the aliens work on the Avatar project, we should hit one of their facilities as soon as possible. Loot nhẹ này đã. We had some wounded soldiers. Xong nhiệm vụ này được thêm 15 ability bomb và cũng như là 25 điểm tail. Mình tiến bị thương. They'll be ready to get back into it. Tiếp theo là mình sẽ cần một người lính Major để sang con Hunter này. À, con Assassin này. Tuyển thêm Reaper. Đột phá. Recover loot. Này thêm một cái thẻ. Thẻ này sẽ giúp cho mình xây cộng 25% tốc độ xây. Cái là cải thiện bon đúng không? Bon cho tân binh cũng được, tăng vượt. Này đi. Hay đang level 2 rồi, cúp dưới quang cho vô đi, này giảm được một ngày đúng không? Rồi. Đẩy cái này lên level 3 chắc cũng được đấy. Ok. Understood, Commander. Đi luyện đi với Ru. Không biết đẩy được lên 3 của nó level 2, cái bon nó hiện tại đang level 2. Nó lại đẩy thêm một điểm nữa. Kinh khủng gì. Còn 3 điểm rồi. Lẽ lút lẽ cái này phá mấy cái nhà máy mới được. Đồ chưa kịp lút nữa, cái gì nữa đây. Quá nhiều tin tức ở đây. Làm nhiệm vụ ở đây sẽ giải cứu được một ông tiến sĩ và cũng như là được 64 điểm tình báo. Vô luôn đi. It will be up to you to ensure the safety of our operatives, Commander. Good luck. Thôi xong nhiệm vụ này mình đẩy xuống mình công cái nhà máy ở khu vực Đông Á luôn kia rồi. Còn 3 điểm à. Chậm thêm xíu nữa là tan đấy. Ok, quả này giờ Tem La xuất trận. Tem La thì ở đây. Tem La mới vô có 3 chiêu là một chiêu được gọi là Ren. Chạy lại đánh anh em à. Chạy lại đánh và có khả năng gây choáng cũng như là xíu kẻ thù. Mà không thể mít nha, đội này không thể mít. Và nó sẽ kích hoạt một cái gọi là momentum, gọi là cái quán tính đấy. Mà có thể nói chung là quán tính thì nó cho mình chạy thêm một lần nữa. Mình sẽ bấm chập nổ ở đây để coi nè. 5% gây choáng.
với lại mỗi điểm focus thì con này nó có một cái gọi là focus này mà, thì focus càng nhiều thì tỷ lệ ra sát xuất chiêu cũng như là chiêu của nó sẽ mạnh hơn, stun sẽ knock back cả thù. Ok, rain là có 10% gây xíu mỗi focus. Templar sẽ tăng thêm momentum, nó sẽ giúp cho mình có nói chung là cộng thêm một điểm action ball, nhưng mà điểm nó chỉ có thể di chuyển thôi em ạ. Sử dụng nó để mình có thể gọi là quay lại chỗ núp. Ok, cái chiêu rain này sẽ đam sẽ tăng cho mỗi điểm focus mà mình có. Giết một kẻ thù bằng chiêu này thì sẽ cộng thêm nói chung là con này đánh cận chiến, con này mình có thể bui theo kiểu cận chiến, con này cũng bui theo kiểu chưởng lực, sẽ bui theo kiểu cận chiến đi. Rồi tiếp theo là tôi level tiếp theo của nó là nó có chiêu này là Barry anh em ạ. Cái điểm momentum của nó nếu như mà mình không xài ấy, mình chém cái mình có một điểm momentum, mình không xài thì cái momentum nó sẽ biến thành Barry, mình có thể chắn được một đòn. Con này solo 1-1 rất mạnh nha. Rồi con này để bro nào hội viên xin tên để cho. Rồi đây là chiêu giật điện của nó, thì nó giật điện thôi, điện vào kẻ thù sẽ tốn một focus. Còn tiếp theo là chiêu này là nó tăng focus mỗi nhiệm vụ. Ok, rồi chiêu này là chưởng điện vô thì nó sẽ bị dính một cái hiệu ứng gọi là đánh dấu ấy, nó sẽ cộng thêm 15% tỷ lệ chính xác dính nếu như mà đồng đội nó bắn vô đó. Rồi chiêu này là 30 chưởng vô thì đánh dấu cái đoạn tiếp theo sẽ cộng thêm 33% đam gì đó. Cái chiêu này thì về sau mà có vũ khí mạnh thì nó mới ngon, chứ giờ vũ khí đam yếu 33% đam của số ít thì nó cũng không nhiều lắm. Rồi lên chiêu này trước vô chém solo 1-1 chém tay. Như gặp Muton, rồi ông Muton thì Templar kêu Muton bằng bố. Muton thì chặn đầu cận chiến xong phản lại đấm tách đầu luôn á. Mới này đang có 115 supply, để tôi nâng cái bao tay lên. Templar thì nó có hai loại vũ khí, một loại bao tay và một cây súng tiểu liên. The chosen are getting closer to hunting us down every day. The only way we can stop them is to strike first. Được coi, we'll need to work on a covert action with the resistance in order to do that. We should head to the ring. What can I do for you, Peter? Cơ này là vũ khí cận chiến của thằng Skirmisher, và này là vũ khí đánh xa của Templar. Từ từ, hai đó từ từ. Hai đó thường thì cũng không xài lắm. Ok, let's go, giải cứu tiến sĩ nào để tăng tốc độ nghiên cứu lên nào. Ở đây chúng ta có đây Mr. Đức đúng không? Này là Mr. Đức. Này là The One nè. Dinh béo, Mikey. Còn này là Roger đúng không? Đây không đủ máu để cài vô rồi. Hình như mình có 4 mình máu rồi. Hết máu rồi. The One. Đúng rồi, này Roger. Ok, go. Mikey sẽ lãnh đạo trận này. Mikey tăng. Đây mình cần chiến mạnh á. Chiến mạnh đánh xa không mạnh lắm. Nhiều người cần chiến quá. Ok, let's go. Tống ông này tới đây đúng không? Được rồi, nó canh nghe máy bay, canh này. Mình phải công lên tới 2 round luôn à. Ông này, ông tiến sĩ này có bao nhiêu máu á? As Templar warriors, my followers specialize in wielding psionic energy, mastering the power that belongs to all who are truly of this earth. Không có chẳng hát ngụy trang à? Hình như tên mình cũng không có chẳng hát ngụy trang luôn. À đúng rồi, tên mình đâu có này, cũng có chẳng hát ngụy trang đâu. Từ giờ đẩy từ thôi, đừng để láo. 14 tên. Họ thấy rồi. Holy shit. Có một khẩu súng trường Muton và hai con Viper, có lẽ là bỏ mồm ở đây rất nguy hiểm. Ui, nó đứng kế bên chiếc xe luôn kìa. Cây này thì tỷ lệ chính xác nó có 50% thôi,
phải đợi 30 cái rồi. Phá giáp nó trước. Ủa, ông tiến sĩ đứng nó nguyện quá. Đứa gì đẩy ông tiến sĩ đi sao? Xe không nổ à? Xít thật. Victor Đức đâu? Này là Rojo, Victor Đức đâu? Không biết Victor Đức bắn tới chiếc xe được không nè. Được, 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 ấy, được nè, ấy, được nè, ấy. Dưới đường Muton. Cái súng, cái súng pháo của nó, cái đại liên của nó đậu hỏng bốn giáp luôn dưới đường Muton rồi. Dưới Viper đi. Và đang đầu anh có tàng hình, đầu anh ám sát được. Này chạy đây. Rojo bắn được 57 là khó. Khó lên đây đi. Hôm nay bắn được dễ hơn. Chạy lên đây luôn. Tem la là phải áp sát tụi nó. Rồi bắn đi. 80% hình xui chết luôn. 68, 88 là nó cúc. Khó, 33% nó chết. Chí mạng luôn là nó cúc vào đó 11 đam. Rất phê đến từ vị trí của Rojo. Lụm được. Nó bắn độc vô. Nhưng mà sao tôi đem nếu mà đem anh em đem medkit trong người thì nó sẽ kháng được độc anh em ạ. Bắn hụt luôn rồi. Đem medkit trong người sẽ kháng được độc, không sao, không phải là vấn đề lắm. Để tem like vô đi. Bố láo này, sao làm? Rồi có momentum nhưng không sao, đứng đây luôn, chém nữa. Bật qua qua đi. Anh muốn đi. Đồ anh rồi. Đồ anh lên do thám đi. Đồ anh đang tàng hình. Ok. Có 3 thằng ở đây. Không phải đó là vấn đề đâu. Tính phá được cái súng rồi đã. Này bắn đâm to hơn nhưng mà tỷ lệ chính xác thấp hơn. Tăng tới 3 đam nữa là 50% đam nữa, cái này mà hút đi. 64% dính là hơi bị phơi luôn ấy. Mấy 4 giáp luôn, trâu như chó. Rojo. Rojo để này bắn được thằng Viper. Hát được gì vậy? Cái cột này không, không liên quan lắm. 50% không bắn được luôn. Rất là khoai. Ông tiến sĩ vậy? Chiếc khăn nằm đâu vậy? Khăn nằm đây đúng không? Trên đó hồi nãy tôi thấy là có người nữa. Ông tiến sĩ chạy vào đây. Ồ, đứng kế bên trọng xăng, có nào nó bắn cái cúc luôn qua đây đi. New Mophie. Mophie hình như là cái nếu không nhầm Mophie hình như là cái tên của cái thằng đóng phim Mickey Linder phải? Tommy Shelby phải? Đây này đi. Victor Đức làm được. Victor Đức bắn hụt rồi. Victor Đức bắn hụt rồi. Mariki. Còn Viper này ai lo Viper này đây. Đứng đây bắn được Viper nhưng mà lộ quá cây súng quá, lộ cây súng quá. Còn có mình nè. Đứng đây bắn được. Này bắn đường này, giết nó đi. Đừng cho đẻ trứng 43 khó. Dính luôn. Từ thấy mày cút. Người tiếp theo. Bọn này chưa thấy đâu. Mà đi được, chặn được. Tội. Ồ, what à. Bắn nó đi, đừng di chuyển. Nó quá rồi. Không tiến sĩ đợi đó. 12 tên, còn 2 nhóm quân nữa, 75%. Rồi, phá được 1 giáp. Ô quá remove rồi. Tem la vô đi, hút vào đường một phong kết á. Hút. Lũng.
Diêm máy móc lên focus, Diêm máy móc vẫn lên focus nha. Và đi lên. Tại phòng anh kia chạy ra thấy mình bắn được. Bên đây bọn này nó núp ở trong đây đúng không? Mình đẩy ra đây đi. Đồ anh vẫn đang đợi. Đồ anh kiếm cái góc nhìn được nó đã. Moving to designated coordinates. Đây. Di chuyển qua đây. Double time. Rồi rồi đây. Ông tiến sĩ à. Ông sĩ núp ra đi. Ra tự nhiên xui xui gặp địch công chết nữa. Họ tống ổng mà quân đánh ở một bên. Ổng quên. Rồi rồi rồi, nó gần tới rồi. Mình núp sau ở đây mình kêu quát cũng ok, cái này không cover được à. Đồ anh qua đây đi. Understood, moving out. Bắn cái này chết không ta? 77%, tỷ lệ chí mạng là 50%. 8 đam là nó cút. Chơi đó. Ồ, không chí mạng là 50% chí mạng, không chí mạng bắn dính rồi. Lộ. Nãy dưới xuống lửa nổ dính mấy này ngon. Bây giờ thì không có nữa. Dính béo thấy nó rồi. 65. Súng lục thì như nào? 63. Dính đi. Ồ, hụt luôn. Shit thật. Adjusting aim. Rất nguy hiểm nha. 57. Ok, nó không nổ. Chạy vô. Yeah. Cô chỉ mạng luôn, chết luôn. Rất phê. Ba đi lên. Ông đứng đây đi. Để anh em tôi giải quyết mấy này đã. Còn ai nữa? Mikey. Mikey đẩy láo qua đây. Ông đứng im đó. Mình đẩy láo qua đây đi. Rồi. Đại liên ít đạn quá. Đốt đi. Ok, thanh niên bật khiên lên. Nhìn rất căng. Tại sao nữa? Vậy thôi đúng không? Vậy thôi là mày chết. Vậy thôi là mày chết. Ok. Chỉ siêu remove rồi, momentum. Bật body lên. Để đi. Đẩy lên đây. Để đồ anh với lại tem la chơi nó là ok rồi. Rồi. Gài đạn cái nữa. Con này. Ông đứng im đó. Gài đạn. Gài đạn. Mấy anh kia trên nóc nhà. Đứng chém luôn đi. Ủa lù. Chém đi chứ. Chú. Không chết luôn, thiếu một đam. Có một đam ở đây bro à. 43. Mới đạn xong. Dính luôn, chết luôn. Ok. Lút luôn. Được thêm một BCS tốc độ nữa. Tốc độ đó thì chắc là cộng thêm khả năng di chuyển nha. Thì cho được cho em cầm đi do thám có vẻ ngon hơn. Ok, chuẩn bị tiếp một đẩy láo. Cái đạn nó đi bực mấy bật ru. Chính tên nó đẩy lên sân thượng chứ cũng ok. Hát được này không? Hát được này coi. Hát cái này được gì không? Chắc là tắt cái này thôi chứ đâu được gì đâu không? Không biết nó được thêm bonus gì không nữa. Ồ, được thêm bonus nè. Ồ. Ồ. Ồ, hai này giống nhau vậy. À, cái này là số, cái này là swap, còn cái này là có mình thôi.
không yên tâm đi. Không được rồi, tôi thấy nó chậm vậy là không được rồi. Ok, kẻ thù sẽ phát hiện chỗ của mình. Tụi mày dám đẩy xuống đây không là một chuyện. Gần nhất kìa. Gần nhất còn ai không, nếu như mà còn nhóm quân trên nóc nhà rồi. Không khó luôn. Để đây. Ok. Tem la lên. Mình chạy ra đi. Anh em tôi đẩy vô đấy. Mày kia lên. Đầu anh lên. Solid copy. Hồi này dính béo khó rồi. Dính béo khó chơi trận này rồi. Này thằng đứng dưới không à. Cứ leo đây nè. Nó thấy mình rồi. Có xe bách che luôn, xe bách che đừng để nó lại gần. Thằng này tôi nghiên cứu gì nó thì này nếu mà lại gần mình nó sẽ hút hồn mình ra. Nó di chuyển như vậy thì nó kháng không cả Overwatch nè, mà tại vì nó biến thành cái kiểu gì á. Đùa nhảy dưới luôn, nhảy xuống dưới luôn mày chọn cái chết. Mày đứng kế bên The One với lại, đã sợ cận chiến mà, dám lại gần mấy thằng cận chiến hả? Là chắc chắn là mày chết rồi, mỗi thằng một hít đi. Vô nhà luôn đi. Thằng Phúc sợ cận chiến mà lại gần mấy thằng cận chiến. Phích mạng cực mạnh. Lao liều. À sợ cận chiến lại gần mấy thằng cận chiến. Lô chích dữ chưa. Cẩn thận xì bách tre. Này ông vô nhà đi. Em tôi đánh vô tới đây rồi. 55 hả? Cơ đi. Giảm chính xác nó lại. Đạn rồi. Phá được chỗ cover luôn rồi. À đồ quán có gì sập cái này nó té dưới luôn á. Hồi sập cái đầu thang đâu nó không té được. Ai cho nó chế bom đi. 64%. Ồ hụt luôn. Dinh béo lại bắn hụt. Come on, focus. 80. Rozo làm được. Khoan. Đây coi trời cháy đồ đạn được không. Ôi trời cao quá. Khó rồi. Trời dưới sập nhà không ta. Tôi nghĩ là không bắn luôn đi. Hàng luôn 11 đao rất phê. Nó di chuyển. Nó kháng quá. Nó mình chủ yếu là giảm chính xác của nó thôi. Anh bay như đúng rồi. Anh chạy qua hắc não tem la chắc luôn. Cứu linh hồn chứ. Giờ nhảy dưới luôn hả? Slow sinh ác kìa. Cơn đẩy vô vị trí của Mikey. Mikey là thủ lĩnh trận này mà bắt được Mikey rồi. Đồ rất nguy hiểm. Mất tiếng game luôn. Tôi cách sửa tiếng game anh em mà anh em ra bấm cái phần volume của máy tính anh em kéo lên cái xuống, kéo lên cái xuống là có tiếng game lại. Được rồi, cách sửa là sửa tạm thời chứ không phải sửa vĩnh cửu. Mày nhả linh hồn đồng đội đâu ra. Mikey nằm đóng luôn. Nhả đồng đội đâu ra. Chán rồi. Thiếu một đam. Cứ này kháng cận chiến thì chém nó hai máu vậy. Nó kháng cận chiến anh em à. Vừa kháng cận chiến vừa kháng Overwatch nữa. Nhả đỏ tao ra mày. Mở nó bị chết tử thần. Cơ chưa. Hoài kỳ tỉnh dậy. Ok. Go 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 anh em ơi, nhanh lên. Rút thôi. Trước khi quân chi viện nó tới. Không biết quân chi viện nó có tới không. Ai đi được thì đi đi. I'm leaving the battle. Packing it in.
Ok. Đó. Còn ai nữa không? À, còn The One. Running. Đây. À, quá tên, quá tên mới rồi, ok. Rút. I'm gone. VIP secure and in position for evac. Hồi quả này mình đánh vô Đông Á luôn đi. Đánh vô khu Đông Á luôn. Chạy qua Brazil luôn. Status confirmed. Mission accomplished. Như không ai bị thương luôn rồi quá. We must never allow these dissidents to fill our hearts with fear. Their victory today is a minor footnote in history. A small bump on the path of salvation the elders have set forth for us. Okay. Không ai bị thương luôn. Ừ. Chỉ hơi mệt xíu thôi. Ba người mệt. Rồi quán lên cấp. Được quán lên này đi. Lúc tàn hình sẽ tăng thêm 25% bắn dính và cũng như 25% chí mạng. Tiếp theo là thêm la. La quả này thì Ren sẽ cộng thêm 33% tạo ra phong kết. Tạo ra một bức tường. Này là tốn một phong kết. Này là bắn một chiêu gây knockback. Nhưng mà tốn một phút kết. Bắn một phát dính hết tất cả mấy cái thằng mà mình thấy đúng không? Kinh này. Nhấn này đi. Tôi cần thêm điểm phút kết. Phút kết thì mình thêm đam. Thêm khả năng gây choáng nữa. Này thiếu ability nè. Chính cơ mà ability thì có. Được cái này một phen từ đi, ok lấy được một cái nồng giảm 5% giết luôn execution đó đấy, đúng rồi, cộng thêm tốc độ di chuyển này cho đội chen đường, gắn cho đội chen job leading the resistance commander, cộng thêm một nhà khoa học vẫn đang rất nghèo, không phải bây giờ bờ ru à. Ra đi, có 40 điểm của tình báo, nhưng mà mình ký hợp đồng ngay tức luôn. Vùng mới là Indonesia, vùng vô lắc thứ ba đã xuất hiện con châu sinh thứ ba xuất hiện tên là vô lắc này. So you would come to strike at me. Nó hoạt động ở vùng này, Nam Mỹ. Nam Mỹ có liên quan tới Đông Á không tụi bay? Vô đây là sao nè? Có khi là nó am ở chỗ này á, tự nhiên nó xuất hiện, mình vừa mở cái này mà nó xuất hiện có khi nam ở chỗ này á. Phá đi chứ đi. Giả hoa ta rồi chết đã không 3 điểm kêu á. Nó xui xui mà nó tự nhiên đột biến nó bùm 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 cái tiện thua game ảo ma. Này có thể cho mình đợi chen vô không? Được. Mình để người, mình giữ người lại. Đợi chen rồi, đợi chen vô thể hiện nào. Hôm nay tôi cộng thêm cái BCS tốc độ cho đợi chen. Đấy. Bên hút đét chém thường thì cũng bắn rất là ít, bắn không nhiều lắm, thêm đạn thì không cần lắm. Red saw cộng thêm 15% am, này là cộng thêm 500 am, bắn hụt thì cũng điêu thêm một đam, nghĩa là nên gài bắn đạn thêm. Thường thì một trận bắn cũng tầm 5-6 viên thôi, chả nhiều. Rồi. Rô. Rô rô rồi. Để chém làm được.
vô hám cho đội chen mà. Chỉ vô là chéo ông chạy được là ok, không bị bắt lại là ok. Tem tôi hồi phục rồi, đánh với Brazil, cái tôi đem tàn quân, kiếm được kinh nghiệm. Nó tàn quân, mình đem tàn quân, còn bị thương nhiều hay là mệt nhiều quá, phải một người solo đó. We'll make sure that facility is out of commission for good. Á đùa. Target coordinates are locked. Nó cảnh báo cao mà không tàng hình được. Cái này phải xong Shadow mà. Shadow thì vẫn tàng hình được. Cái kia thì nếu mà đẩy vô nguy hiểm quá. Bây giờ di chuyển là bị kinh. Di chuyển 19 ô luôn ấy. Có pháo. Đi móc dầu đi. Chỗ mà mình còn bơm ở đâu? Ở đây đúng không? Dòng đi. Asitui gặp tụi nó lại bổ mồm. Qua đây. Qua đây có cái dây leo leo được. Nè khúc này ghê nè, lỡ leo lên thấy nó bổ mồm nè. Lên cái đang đứng ngay đây luôn là bỏ vào ngay. Hoặc là mở cửa ra cái nó đứng ngay cái cửa. Không có nào hết. Mở cửa ra. Có địch luôn. Địch đang đứng gần chiếc xe có phải cho nó một phát cút luôn á. Qua đây. I go where you tell me. Those appear to be some sort of incubation chambers. No doubt part of this system to keep Advent well supplied with reinforcements. Xong loot này sao chạy. Tai nạn thôi, tai nạn nổ. This will be big. Okay. Hết địch trời luôn rồi, nổ dữ quá. Bỏ để vô. Chuyện đang diễn ra cho tụi bay. Không có gì đâu, tụi mày vô cho tụi mày cút luôn á, tắm máu luôn. It requires patience. Ám sát hơi bị kinh. Double kill. Chết năm mạng rồi. Ok. Đặt xe 4 và sổi. Status confirmed. X4 charges are armed. Move to the extraction point for immediate evac. Mọi sổi ơi gì mà. Chưa giờ là khó luôn. À, ví dụ này easy game. This 15 status confirmed. Đầu qua Brazil phá luôn nhà máy rồi. Quân chính quân nó canh cái khu này chính mà tôi giết hết 5 thằng cha. Mình tôi giết 5 thằng. Hơi chuyện gì lên thì nó hơi chuyện gì nổ xe rồi ăn Claymore vô chết 5 thằng mà quả là mình không lút được. Không lút được cái đống đồ nó rớt. They will continue their wanton and reckless crimes until the entire world. Go qua Brazil luôn đi. Squad made it back whole and the aliens paid the price. Great work, Commander.
có lút được cái gì luôn. Giảm 12 avatar rồi chết ngon. Đi giảm thêm nữa đi. Phát hiện đi chỗ nào giảm chỗ đó thôi. Rồi mới yên tâm lút được. Theo là bên đây. Hãy qua New Mexico mới tới Brazil được. Tiếp theo chỗ này. Easy hả? Tính có cái thẻ này cái easy hả? Commander, we've utilized all of our available communications capacity. We can't establish any new contacts until we upgrade our systems. Commander, we have a line on the chosen warlock here. Full 6 còn test rồi. Giờ nó đặt mấy ở vùng lục địa khác thì mình cũng không tiếp cận được. Má nút cái này đi. Ồ, được chém đâu. Rồi mình được chém thôi. Mình đang bị là cảnh báo cao mà đẩy nguyên quân kia vô thì không bị chen được, khá là nguy hiểm. Vô mọi người, anh tin tình báo nó yếu quá, cử gián điệp vô cho nổ nhà nó, nó không biết gì hết. Vô out a high security advent installation operating out of this region. Intel from the resistance suggests this facility is conducting research critical to the Avatar project. Once in position, approach the designated target and plant the X4 charges. Once they're armed, move to minimum safe distance and level that facility. Menace 1-5, target coordinates are locked in. Di chuyển nhẹ nhàng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Go. Không có địch. Bên đây. Thấy được nó rồi. Mình thấy được cái là mình thấy vĩnh viễn luôn. Tại vì tôi nâng cái nội tại kia rồi, giờ thấy nó là thấy vĩnh viễn luôn. Bên đây. Nào đứng kế bên xe thì cho nó nổ thôi, không thôi vậy. I believe this would có vai Wukin luôn à. Có vai Wukin canh luôn à. Một con tinh nhuệ đấy. Wukin. Con này tôi không đẩy quân vô, không giết được con này, không giết được xác con này. À đúng rồi, nhớ mấy tập trước thì nó cũng có cảnh báo là có một con tinh nhuệ ở đây. Vai Wukin, Berserker Win. Rồi còn một con nữa. Con nó tên gì quên tiêu rồi. Đẩy vô đây. My life is in your hands. Mở này ra. Này chắc không giết được nào rồi. Đây. I will reposition. Who knows how long they've been keeping these storage units running down here. Ủa đang đẩy vô. Mình giết được mấy này nè. Muốn ham loot thì giết mấy này cũng được. Thôi đừng ham loot, sủi thôi. Menace 1-5, status confirmed. X4 charges are armed. Move to the extraction point for immediate evac. Đi gì mà. Đẩy vô đi, tôi cho nổ cái cúng à. Rồi sủi. Hơi nổ dính lên luôn, bỏ đi mà làm người. Bỏ đi mà làm người, tạm biệt. Không biết đánh gì, nếu mà giết quay kính này mình chắc không có lút được. Tại vì nhà máy của tôi nó mà đâu có lút được gì đâu. Mình giết mình cũng đâu có lút được gì đâu. Mà tốt nhất mấy nhà máy thì nên
nó làm như vậy nó hơi gì hơn. Nó chết hết đừng tan, mình ta lòng hết chả lút đường khí khôi. Rồi. Con lành. Cái gì hai nhau ấy? Lúc xíu làm thêm cái vụ nữa nghỉ rồi. Best stay on our toes. It could show up again at any time. Your troops perform admirably, Commander. Destroying that facility will slow the aliens' development of the Avatar project. Phi hợp Chu Sinh luôn rồi. Đợt chém sợ luôn rồi. Đợt chém sợ Chu Sinh. Nãy giờ có đụng Chu Sinh đâu, Ru. Chu Ru vô bệnh viện nghỉ ngơi xíu nè. Ru sợ Chu Sinh là sao Ru đánh được Assassin này? Giờ tôi phải kiếm cách farm lên để săn con Assassin. Tới tiếp theo là mục tiêu tiếp theo là săn Assassin. Họ xài thêm một ít radar. Supply à? Not now. Xài radar ở đây tốn bao nhiêu thời gian? Và tốn supply mới có xài được radar qua đây lút cái supply xanh lá nè. These Templars are just as crazy as my brother. What is it about psionic energy that seems to drive them so completely mad? Nếu như mà mày hỏi tao, bọn Templar ba la điên có điên hay không ba la gì đó chưa kịp đọc nữa. It is just as I cải thiện được command. Cái đại liên hiện đại liên thành công. Theo là nâng về sức mạnh tâm linh. I will send word as soon as we have something sức mạnh tâm linh. Rồi, mình đang khá là nghèo ở đây. Mình đang đợi để có tiền. Đang khá là nghèo ở đây. Giờ mà có nhiệm vụ đi cướp đoàn tàu thì cũng rất là ngon. Mà lúc quả này được thêm 200 supply. Ok, xong nhiệm vụ phụ. Open file, into the file. Giả mà avatar đồ chết nè, có luôn. Hút vào. Tăng thêm level luôn, cho quét cúp vô, quét cúp cấp cao nhất. Để quét cúp lên Major để mới đi săn được Hunter này. Có khả năng là lính của mình bị bắt à. Cho 25 supply vô đây. Quét cúp vô quang đi bị thương rồi, quả trước quang đi làm vụ bị thương. Thì giờ cho tân binh nào ở dưới đi. Sunny chẳng hạn. Người cấp hấp nhất đi. À, có bộ rô tên là Weibo lang thang đúng không? Đây còn xì lót nè. Cho bộ rô Weibo lang thang đi. Tôi quên mất. Cái đầu giống Weibo chưa? Ừ, để cũng chuyển qua đàn ông à. Ôi sao tự nhiên hành vậy luôn vậy? Hát gì đồ này cũng tem la mà. It is the place of our birth, lang thang. And the final march for those humans deceived by the elders. We bu thôi, không lang thang được rồi. In destroying it, we have done this world a great service. Rồi tên dài quá. Rồi đỡ xin tên mà không đỡ tên gì, tôi cũng chả biết đỡ tên gì. À, cứ lấy tên của hiện có của Ru Weibo lang thang. Chuyển qua có mặt quả giáp mình nhìn ngầu ấy. Mày xuống nhắm mà. Mày là giáp của Templar. Kinh. Con ngựa giáp Templar mà. Ok. Rồi chiến lợi phẩm của mình. Mình đang có 140 supply. Lúc sống này là lên 220 mấy supply. Ok. Còn gì để loot không? Supply nữa. Supply đây. Có supply ở đâu là có Titan ở đó. Titan cần thêm tiền. Tiền lương tăng lên 435. Tháng sau chuẩn bị phát lương hay gì nữa nè. Chắc ngày 25 hay là 25 tháng 6 phát lương. Đợi vậy. Ok, sẽ trong Rowan Round rồi. Mình có thể chế tạo mấy cái vũ khí xịn sỏ này. Giảm 50% thời gian xây dựng này. Đấy. Skirt nhá. Cái này như là mình hack được mấy thằng Advent. Thọc vô cái não đó. Còn mấy súng này là... Cái này là súng trường nè. Bắn chắc chắn dính nè. Cái rìu này.
cái này qua giết cái này cái lục của Class gì Class súng nhắm ấy, bắn cái nếu mà giết nó vô trạng thái tàng hình bom bang cần thiết, bom bang thì cần đấy. Mấy cái giáp này thì giờ mỗi cái giáp nó sẽ có hiệu ứng, ở đây nó không ghi rõ, là wiki nó có ghi máu là máu xịn nè, máu này máu xịn nè, cần 2 xác 50 supply. Bây giờ là xây xong cái này là bắt đầu tiêu tiền hơi bị kinh, tiêu tiền hơi bị kinh đó, mấy bờ ru mà. Đây là người máy, đây là kiểu như một class khác, người máy chế tạo người máy cũng được, này là đạn, này là lựu đạn, skin giáp trước cũng được, skin giáp đi nó yêu cầu mình mà nó này là thêm một class nữa rồi, ok. Skin giáp trước có 7 ngày nghiên cứu hơi lâu đó anh em, engineer nghiên cứu cũng lâu ác lắm. Đợi chim đây, ok, đợi chim đó hồi phục đúng không, nghỉ ngơi đi bro, à lướt sông nóng này đó, coi có vụ nào làm thêm vụ nữa nghỉ đó. Đây là được thêm một thằng tiến sĩ nữa, tình báo của mình là vùng này có nhiều cái vật nổ hả, nghe hấp dẫn, nó có nhiều vật nổ là có ok đấy. 91 intel. Còn này là gì? Được thêm một thằng engineer. Chosen bắt giữ mấy thằng lính của mình nè. Bên này đi qua đây lấy thêm thằng tiến sĩ đi. Rồi. Nhiều vật nổ cho đời chem theo, đời chem với lại Mariki, tất cả những người có khả năng gây nổ đem hết vô đây. Phá đó. Tụi nó núp vô mấy xe luôn bắn rồi. Ngon hơn là cái việc mình cứ solo trao đổi chiêu thức nó đấy. Ủa có khi Warlock đây luôn á. Vùng này có Warlock, Warlock chưa xuất hiện. Rồi đổi mũ tôi cứ tưởng Templa. Đời chem đâu? Đời chem vẫn đang mệt. Mà đời chem ra đi, trận này cần đời chem. Rồi tiễn thêm một thằng Dipper đi. Đời chem solo được đâu trận này. Đời chem là Zippo nè, Mikey nè, Chi nè, thiếu gì nữa, thiếu một người ha. Rozo đang bị thương, Rozo đang mệt, đang mình mà không có mấy người hát đi làm vụ hết rồi. Nhiều súng nhắm quá, cho regen Weibo lang thang thành hát đi. Cho Suki với mình tiến vô. Cơ cho hai tên binh này vô đi rồi. Gỡ hết máu ra. Hết máu đây. Đường để chết là được. Let's go. Ồ, ba cái đại ly. Này hình dinh hình ninja chơi nổ rồi, Yuchi cận chiến ngồi vào. Mikey là tạo trận này vô. Chi đi canh ám sát mấy này khó chịu thôi. Mấy người kia cứ nã pháo lên vùng chỗ này nhiều vật nổ đúng không? Có khi nổ mình chết trước tụi nó luôn lại toan. Gặp tụi nó đang cảnh báo cao, hình như là đang không trong trạng thái nguy trang. We've been picking up unusual readings coming from this area. Our recon team has confirmed that Advent is now operating some sort of psionic transmitter nearby. Shen and Tigan agree. If we destroy the transmitter while it's still connected to Advent, their entire region could be crippled. Xong vụ này nghỉ. We've been spotted. Advent has constructed a psionic transmitter in this area, tied directly into their primary network. Đúng rồi, mấy những lúc mà bị báo động đỏ như thế này là rất cần Class Reaper luôn, hoặc là Class Ranger mà có cái nội tại người trang giống đồ quanh. Mình là không có hacker rồi,
We need to make sure our troops are clear of any possible explosions. Our readings indicate that relay is feeding energy directly into their network. If you can destroy it, it may disrupt their efforts to isolate the transmitter. Ok. Lên tiếp đi. Phá mấy cục này thì kéo dài cái thời gian mà cái máy gì ra anh em à. Khoảng 3 thằng rồi. Khoảng 6 thằng rồi. Quậy lên đây là nó thấy mình đúng không? Không không, đi lên nó không thấy mình. Tại vì nó không hiện cái đầu của nó không thấy mình. Mày kêu lên trước. Hồi như mà trong lúc đi thì thấy. Có lẽ đứng đó là nó không thấy, nhưng trong lúc đi thì nó thấy. Rất nguy hiểm. Ôi chết mẹ, thấy đời chim luôn. Trận này căng. Bật cái running gun này lên. Giết được thằng nào không? Chuyển qua đây. Oh shit, not good bro à. Giết xuống một lửa chứ đi. Học đam. Thằng này đang đứng gần chiếc xe lắm. Nổ chiếc xe là cũng bỏ mồm luôn. Nhìn qua đây. Moving on target location. Sức kỳ quắn 27% khó luôn. Sống bắn xuống lửa ta bắn tới à. Wow, mù vô xe. Cái chiếc xe. Cái chiếc xe alo. Rất nguy hiểm. Khôi chừng chiếc xe. Á nổ chết bộ á. Gì leo được nó tới đây hả? Chạy qua đây. Leo nóc nhà được là ngon. Hồi leo được có lên đây gì? Có chỗ nào khác không leo được? Leo được đây nè. Changing position. Lên cái máy hiền nó sập á. Bình ru à. Giết này đi. Á tôi sợ chiếc xe này nổ phải linh. Đang tôi hai người đang đứng gần chiếc xe. Quả lóc chắc rồi. À đù, thằng nào đây? Lại là thằng quả lóc à. Quả lóc có súng rồi luôn. Tôi tướng hình tờ. Có thể xin mà Van Fritz. Mấy thằng giáo sĩ nè. Lộ hết mấy thằng đang tàng hình. Defense tăng sau khi mà first attack mỗi tên ok. Tăng nhận thêm đam và rồi đánh cận chiến này, vũ chi lo đường này. Mày sợ tem la rồi. Thành điên thì chiến chơi phép một thôi. 35 máu. Hai giáp trầu. Ba trầu. Pháp sư gì vậy? Pháp sư mà giác súng thằng trâu. Đừng có bắn nổ xe nha bro. Ta đưa một tiếng hoàng giáo sĩ. Đời cho em đang nguy hiểm. Búp giáp cho thằng siêu wrecker. Siêu beer chứ. Siêu beer búp giáp cho thằng hai này. Combo mấy trâu quá giật. Hồi tăng 6 giáp. Còn này búp giáp rồi nữa. Holy shit. Má quá giật. Bên này thấy luôn. Nguy hiểm nha. Wow, nổ dính vị trí của Mai Ricky. Rất phê. Đồng độ bị thương. Đi lên. Bắn ngục luôn. Đồng độ bị thương rồi. Bữa nay phá được cái này. 44%. Nếu mà mình giết cái thằng này là thằng này chết luôn rồi. Tại nó đang liên kết tâm linh nè. Dí này nè. Nếu như tôi nhớ không lầm. Wow, cha mày. 7 đam. Rồi cho em đang bị nguy kịch. Xóa khiên nó luôn rồi. Trên đây. Trên đây.
Bắn được. Bắn được Tetris. À đâu. Bắn được giáo sĩ này. Advent Blitz. Lên luôn tung tung chính. Dính như kia chết luôn à. Đứt đạn tâm linh. Liên kết não chủ nhà chết chương ngàn đó không. Bóp tay hỏa cá linh. 73%. Không được khó. Từ tem còn ai bò vô đúng không? Hình như có ship bò vô nữa. Thì giết nó đi. Vô phá này để câu thêm thời gian đó. Vậy rồi. 73 húp. Dính lờ ship bò ăn nữa là chết rồi. À đèn của Mariki đứng ở chiếc xe nổ. Rất phê. Đến đây. Không bắn được chứ. Tom chạy lên. Tom bắn ai? Tom bắn vô Mariki. Mariki lit out rồi. Chí mạng Mariki. Mariki nằm luôn rồi. Rất tội nghiệp Mariki. Tăng cơ mẫu mật. Giữ này vậy. Mày chạy vô chơi dưới đường này. Nào à. Bồ dưỡng sát tiếp. Vũ chi giết này đi rồi ship bồ giết này. Bồ lóc. Bồ lóc dựng zombie lên. Hắn zombie của bồ lóc nổ quá nè mà. Hai con luôn hả. Tay mình mà đứng gần gần nó lao vô tự sát á. Mấy này quân cập tử. Khó. Bên này phải vừa chạy vừa bắn đứa Evil cút. Để Mikey nằm đó xíu đi. Từ Bro à. Tôi sẽ cứu Bro sao. Căng này. Rồi dí đường này nè. Đúng rồi thằng tôi cần là thằng này nè. Giết. Nó chết rồi. Sao vậy sao che rồi. Chết đâu. Chết luôn. Hay. Được. Yuki làm được. Giết này nữa. Giết này nè. Mẹ nó tự sát. Nguy hiểm lắm. Hụt luôn rồi. Nguy hiểm rồi. Tiếp bô. Sáu 68%. À tiếp bô giật điện này đi. Giật điện chắc chắn dính mà. Ủa giật điện không chắc chắn dính à. À không phải không chắc à, chỉ là không tốn action bomb giật điện chết rồi ngon. Tiếp bô giết hai con xịt bách che. Rồi tiếp bô bắn hai này dễ hơn. Mày để di chuyển cái quá cú từ bắn ờ khoan bắn không được quá cú ngoài kia cái gì bro ơi mày trông cậy với chí bô bắn bắn hụt cái là bỏ mồm bắn hụt một trong hai con này là bỏ mồm 88 ở trong cậy với bro đó bro à. Ý, đời chen vẫn còn đứng đó. Ừ, đời chen đang bị quản lạng. Không di chuyển được đời chen. 79. Không chết, thiếu một đam. Đi qua đây. Bắn vô chiếu vô chi là chắc. Wow, chí hoạn 8 đam rất phê. Rất đau đớn. Quả này không đem sụp bọt heo đúng là nguy hiểm thiệt. Đúng là nhiều vật nổ rồi á. Mà nãy giờ tôi thấy chưa nổ được cái nào. Tôi là ăn một cái nổ vô người đó. Shit thật. Chạy qua đây. Giết này cái. Ừ ai nó phá giáp này cái. Này nó kháng tận chiến.
Minh Tiến gà đen. Tiến thổi sao á. I'm ready. Phá đi. Sao dưới được bông to này là ngon. Hai mươi bốn mà khó rồi. Bắn con dây ra. Đến hai round cũng bắn đường này đúng không? Chủ yếu là phá cái chỗ cô bờ lắm này. Cười. Đâu bắn được, đâu bắn đường này chứ. Đậu không ta, get review lừa rồi. Kháng cận chiến mà vô chơi nó thì nguy hiểm quá. Cho nó ăn chai đồ đạn đi. Bọn dí được nó là Yuchi nguy nè. Hồi nãy đáng lẽ tôi phải chạy vô đây rồi để Yuchi bắn, để Mikey nằm nó đi. 50-39 khó. Vô đây. Orders confirmed, on the move. Năm mươi sáu chơi được, dính là chơi dính nhưng không phá giáp. Ski vẫn còn là tân binh nè. Không ổn quá đại dương ơi. Hay nó group pro à, nó giống như chi nằm lắm ta. Mình còn ai nữa không? Chết mẹ, như còn có Wonder Champ mà. À, chiếc bô đánh được. Thì nãy đu dây lên đây cái ngáo mẻ người luôn, chậu rạn đi. Thôi để coi được chém bắn chết mà. 96. Ôi, chí mạng rồi. Ây da má, nguy hiểm. Phá ra đi. Cơ bông máu, hồ máu lại, để Mikey nào nó đi. Xong nhiệm vụ rồi, ôm Mikey chạy. Mua lóc. Gây đạn. Kỳ dù dí chém theo bà nó từ bốn máu đấy. Mộng mày dám chơi tao à. Run and gun. Moving to fire position. Let's do this. Hồi ngứa tay gài đạn. Cái đứa này hướng ngứa tay. Ui, cái đó chưa chữa luôn à. Chạy lên đây. Chi mà dí được đậu không chém ra bả luôn. Mày đợi đi. Thằng này nó sợ đâm cận chiến. 35 máu. 6, 5 người chắc dồn chết được. Tôi không biết là còn địch hay không, hay là còn bỏ này thôi. Vừa đẩy vừa phá thôi. Shadow. Ông khoan bắn đi. Để mình tiến phá này đi. Rồi. Shadow lên. Vô kiếm do thám cái góc bên đây cái. Hay biết là có địch sao. Quá nhiều bom quá. Đúng là nhiều bom thiệt. Nguy hiểm vãi cá linh. Này. Lại mất tiếng game. Nhưng sao tôi đâu biết cách thở. Ổn. Gì đây. Chịu hồi đợi. 12 máu luôn, thích đất. Ồ, nhìn rất ngầu. Này mà đem thêm Templar ngon quá. Templar dịch chuyển đồng đội. Dịch chuyển đồng đội ra đây. Biến kế bên đường chèo ánh đùa, chuyện ác gì. Ủa sao mà đi qua luôn vậy. Não à. Ủa chán nhẹ vô chi luôn rồi. À, đáng lẽ phải đem Templar với lại một class support heo này, không hiểu chơi chi làm sao đẩy lên.
Rồi chen xay đậu không đứng kế bên tao mà mày chọn cái chớp. Đứng kế bên tao mà mày chọn cái chớp. Rồi chen lên captain. Chịu chán rồi, kế hoạch là gì? Đẩy láo luôn. Lên điểm chờ yêu chi. Objective now in range. That's a confirmed visual on the transmitter. Plant the X4 charges before they can cut it off from the network. Ừ bro, đang bận với này. Không phải là muốn đạt là đạt được đâu. Ồ nó hút sự hiểu biết của Yuji. Quá ca liền tên tôi chạy tới cứu Yuji không kịp. Ồ mà ổng nó hút xong nó chạy đậu không mày khôn. Mày khôn đó. À, chạy tới cứu Yuji không kịp. With the information the chosen extracted from our soldier, they'll be closer than ever to finding you, Commander. We're not picking up any other contacts. Get those charges deployed. Moving out. Chạy tới cứu Yuji kịp chịu á. Đợi vậy, gà đạn nó đi. Ủa còn nào nữa à? À phá cái này. Vụ này coi như là mình vừa phe phe rồi đó. Mẹ nó hút được trí tuệ của mình rồi. Cái đạn nó sẽ hiểu biết hơn mình một xíu nữa. Cái đạn hết chưa? Rồi canh vòng ngoài đi bro rồi. Vậy. Đâu đây. Ok. Getting a little toasty here. Signal confirmed. X4 charges are active. Xong rồi đúng không? That transmitter is ví dụ này mặc dù thắng nhưng mà để nó hắc não mình, nó hút được trí tuệ của mình không hay lắm, nó hút xong nó chạy nên không chó. Ý ở đây là tôi đập nó ra quả. Chiêu chi mình tỉnh gì dí chém đậu họng khỏi chạy luôn. Được đấy con trai. Nó khùng hơn em nó nhiều hơn em nó ngáo ngáo á. Creates nothing but misery for our loyal citizens. The so-called resistance lashes out, attempting to sow discord and tragedy in their wake. But we shall not falter. Advent shall prevail. Soldiers from good, whatever it is the chosen are doing to them in the field. Đờ chém lên cấp. Khi mà quán ở trong trận hết shadow. Remain in shadow là sao? Là bắn trong shadow sẽ đẻ ra shadow nữa hay gì? Giết một hàng sẽ tăng 500 chiến mạng, quá là 20 kill zone. Thêm một xì lót. Không biết nên nâng cái gì luôn. Không biết nâng này có đem ra được trái lai mo không. Cái này chỉ một ba, thêm một ba lô đồ mà không biết là cái ba lô nó có đỡ được thêm một trái lai mo không. Cái này phải nghiên cứu cái này mà. Họ bấm đi chấm hỏi coi. Thêm đạn, thêm áo giáp thôi. Cái này là sao? Sting à? À như cái Sting này bữa vừa rồi kia nói là như là đặt đặt ra nó giảm lên nổ luôn. Ok ok nâng cái Sting đi. Hồi nãy nó đọc không hiểu lắm giờ.
phải chiêu này không? Chứ nhiều chiêu này thì chí quản không cần lắm. Thứ tôi cần là nổ nổ nổ. Mà nổ 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 thôi. Skill lên cấp. Skill chức năng phá giáp luôn. Mình Mariki tăng rồi rồi. Cần thêm đại liên phá giáp. Rồi. Ok. Nút được tốc độ này. Thêm một cái này nữa. Là thêm đến tình báo. Mình lấy được tình báo của nó cũng lấy được tình báo rồi luôn. Nó lấy được thêm trí tuệ của mình. Ok xong. Thêm được thêm một nhà khoa học nữa. Tăng thêm tốc độ nghiên cứu 14%. Ok. Ok thì hôm nay video tới đây thôi. Cảm ơn anh em đã xem. Nếu anh em thấy thích hãy để lại một like, một subscribe. Tạm biệt anh em và hẹn gặp anh em ở video sau. Word of your exploit spreads among the desperate masses of humanity, clinging to any semblance of hope. But these stories will not save them from their fate.